Chào mừng các anh chị em đã đến video ngày hôm nay. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một bảng điện tử tên là Gelman 1060 Pro 10x6 inch phiên bản mới nhất 2019, bút không cần sạc. Đây là một hàng nhập khẩu, bạn có thể mua tại Tiki. Về thông tin của nó như sau. Kích thước là 240, 300 85 và 11 mm. Còn cái đây là mẻ của nó. Về mô tả sản phẩm thì dưới đây thì nó có thể cắm trực tiếp trên laptop, desktop và smartphone. Thiết kế thì nhẹ đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ về bảng điện tử. Đây là cái bảng điện tử. Bạn thấy đó thì trên đây có tổng cộng là 12 nút, 12 nút bấm. Nút này là các nút dùng để sử dụng các phím chức năng, phím tắt, ví dụ là Ctrl C, Ctrl V, phím Tab, vân vân. Phần bên này chính là phần khung để vỉ. Các bạn thấy đó thì cái phần này là cái phần dùng để thao tác chính, dùng để vỉ trực tiếp lên đó. Rồi, khi bạn mua về thì nó sẽ có tổng cộng 3 bộ phận chính. Đầu tiên là cái bảng này, tiếp theo đó là cái cái bộ phận này. Đây là bộ phận dùng để thao tác trên điện thoại. Đây là bộ phận thao tác trên điện thoại. Và một cái bộ phận nữa là cái đồ bút này. Đây là bút dùng để vẽ trên cái bảng vẽ hồi nãy mình mới giới thiệu cho các bạn đó. Ở trong này thì nó có một cái hũ nè. Hũ đây, hũ cắm bút. Trong hũ cắm bút cái chỗ đây nè, còn đây bạn có thể tháo rời nó ra. Và trong đây sẽ có mấy cái đầu bút. Khi bạn hư bạn có thể thay đổi nó. Cắm bút vào, cắm nhẹ. Rồi, khi bạn lần đầu tiên á, các bạn sẽ sử dụng cái bảng điện tử này. Đó, có một cái dây dày nè, các bạn cắm vào cái bảng điện tử, một bên cắm vào điện tử, còn đầu kia là cắm vào cái phần thùng máy tính. Thùng máy tính thì các bạn cắm vào phần trước nha, đừng cắm vào phần sau. Phần sau thì nó có thể báo lỗi cái gì, YouTube gì á, USB gì á, mấy cái lỗi rất thường phức. Các bạn nên cắm vào phần trước thì nó không có bị lỗi. Thì bây giờ mình sẽ như vậy là giới thiệu xong qua về cái phần mấy phần khi mình mua về sản phẩm nó như thế nào rồi. Rồi bây giờ thao tác nó trên máy tính như thế nào thì các bạn xem tiếp nha. Rồi. Khi bạn tải về và sử dụng phím cắm để cắm trực tiếp vào cái máy tính rồi thì các bạn kết nối máy tính nè, các bạn mở internet lên và truy cập vào một cái website của cái thằng Trung Quốc này. Cái bảng vỉ này là xuất xứ hàng Trung Quốc nha các bạn. Các bạn lên mạng và gõ từ là gaoman.cn. Đây là cái trang web mà chính của cái bảng điện tử này. Rồi nếu các bạn không biết cách để dịch ra tiếng Trung Quốc á, thì các bạn có thể dùng Google dịch nha. Mình dịch trên đây nè, các bạn thể dịch nó. Bây giờ mình sẽ để dựng bản gốc nha. Rồi khi bạn vào trang chủ chính của cái website này rồi thì các bạn kéo xuống. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng download nè, biểu tượng tẩy. Các bạn nhấn vào nó. Lúc đầu tiên là khi bạn mua cái bảng này về và cắm sạc vào cắm vào cái máy tính á, các bạn phải thực hiện cái thao tác này nha. Nếu không thì vỉ nó cũng quẻ thì nó được, nhưng mà nó vỉ nó sẽ không có hoàn hảo lắm.
thì chất lượng nó sẽ kém đi nếu bạn không thực hiện cái thao tác này của mình. Đó, các bạn kéo xuống và tìm đến phần ở đây mình sẽ để hiện bạn bắt. Các bạn chú ý về phần phần tên nè, cái ảnh nè, cái đây nè, chúng ta từ đi coi lại. Các bạn thấy cái bảng này không? Đây là bảng mẫu nè, người ta lấy sẵn cho mình luôn nè. Các bạn thấy nó giống như cái bảng của mình không? Đó, tổng cộng là rồi các bạn làm như sau nè. Đó, khi bạn bấm vào phần download đó rồi thì cái dưới này nó có cái phần này nè, cái này cái chỗ này bạn dùng Google gì đi, rồi cái chỗ này thì bạn bấm vào phần 1060 Pro nè, trùng với cái tên này cái bảng á, bạn nhấn vào, rồi sau cái ô thứ nhất rồi các bạn vào ô thứ hai bấm vào phần tất cả nè, cái ô thứ ba bạn cũng vào phần tất cả luôn. Rồi cuối cùng á, nó sẽ hiện một cái mấy cái tab nè, tải xuống nè, các bạn tải xuống cái bảng đầu tiên đi nha. Cái đây là dấu hiệu Windows này, cái đây Mac nè, cái đây iPhone gì, cái đây Mac nè, cái đây Windows nè, các bạn tải cái đây xuống, khi tải về bạn sẽ được cái phần mềm như vậy nè. Rồi các bạn nhớ là mình phải bây giờ là mình phải kết nối cái bảng điện tử đến cái máy tính bằng cái dây này nha. Các bạn cắm vào á thì ở chỗ đây nó sẽ cho bạn nhấn vào. Đó. Các bạn thấy nó thì nó sẽ như thế này. Thì ở trong đây mình sẽ tính toàn là chữ Trung Quốc không nên mình sẽ giới thiệu sơ qua. Cái là mấy cái đồ nhạy, cái là kỹ số, mấy thông tin kỹ số gì á. Cái phần tab này là phần thông tin kỹ số gì á. Rồi cái phần bên đây là phần phím tắt. Đó, các bạn thấy cái trên đây nè. Đó, nó tương ứng như cái tổng cộng là 1 2 3 12 nút, 12 nút giống như cái trên bảng đây. Đó. Và nó chức năng thì nó sẽ các bạn thấy thì nó cũng dễ hiểu thôi. Cái phần đây nè. Nó ghi là chữ Y. Vậy phím tắt của nó là Y. Đó, khi bạn nhấn đây thì nó sẽ thực hiện phím tắt như là một cái bàn phím thông thường mà đó, coi như là bàn phím thông thường gì á. Cái nút này là B. B là tượng trưng cho cỏ. Các bạn phím B thì nó sẽ nhảy về cỏ. Rồi dưới đây là phần Ctrl cộng với phím bằng lúc đầu á là nó hiện Ctrl cộng với bằng. Đó, do mình đổi cái phím này do nó xảy ra một số trục trặc á. Rồi phía này là cộng cho control cộng với trừ, là phóng to thu nhỏ cỏ, đó, phóng to thu nhỏ cái màn hình. Đó, dưới đây là mấy phím mở ngọt đóng ngọt dùng để phóng to thu nhỏ cỏ, phím phím space này là phím cách cách á, chết, phím cách trên máy tính, bàn phím máy tính. Rồi cái phần đây là control không. Không, đây là cái đây là tab, đối với bạn là tab, mình giao mình sửa cái đây. Rồi cái đây là Ctrl Z rồi exit. Đó, bạn mặc định thì nó như thế nào nhưng mình giao mình đổi về Ctrl Z á. Rồi Ctrl C, Ctrl V. Dưới đây Ctrl C là sao chép nè, Ctrl V là dán nè. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay đổi phím tắt như thế nào. Cái này là vô cùng là quan trọng nha, để các bạn có thể với một số phần mềm vẽ tranh đồ nó yêu cầu là cái phần mềm vẽ tranh thì phím tắt nó sẽ khác nhau,
mà tương tự thì nó cũng giống nhau thôi. Đó, tùy vào cái loại phần mềm vi tranh mà các bạn thay đổi phím tắt để có thể thao tác trên cái phần mềm đó một cách hiệu quả nhất. Rồi, ví dụ như cái đây là phím E. Rồi, bây giờ mình thay đổi cái đây. Đó, các bạn nhấn vào phím E. Rồi, cái chỗ đây nè, các bạn thay vào. Ví dụ như là bạn muốn kết hợp với phím, các bạn muốn xóa cái phần chữ trong đây nè, các bạn bấm vào cái nút này nha. Rồi, đầu tiên các bạn muốn bấm vào, muốn kết hợp phím Ctrl cộng với một phím gì đó, ví dụ là phím F đi. Đó, các bạn nhấn phím F trên bàn phím máy tính á, bàn phím máy tính nè, mình sẽ cần một cái bàn phím máy tính nữa. Rồi, đó, tương tự như gì đó, rồi các bạn bấm vào phím đây, bấm vào phím đây. Đó, đây mình sẽ đợi y. Đợi y. À, cái này mình không có lưu nên mình sẽ bấm xuống đây. À, yeah, nó vẫn là y. Rồi, trong phím tắt thì nó như vậy á. Các bạn có thể học thuộc mấy cái phím tắt này để thao tác trên cái bàn phím bàn vỉ á, được dễ dàng hơn. Bên đây là hiệu suất bút, điều chỉnh độ nhảy bút hay là gì đó. À, ở trên cái bút nè, cái bút bàn vỉ của mình đó, cái bút dùng để vẽ trên bàn vẽ của mình đó sẽ có hai nút, một là nút phía trên, một là nút phía dưới. Các bạn cũng có thể thay đổi nó cái chỗ đây, ví dụ như là cái chỗ đây là dịch ra chữ Trung Quốc, cái chữ đây cái này là nhấn chuột phải, còn dưới là nhấn chuột trái đó. Nếu bạn muốn thay đổi thì bạn nhấn vào đây. À, để mình giới thiệu về cái chỗ nội dung trong cái bảng này trước. Đầu tiên là cái khu này nè. À, khu đây là dùng dùng các phím trên bàn phím máy tính. Khu này là dùng dùng các phím trên bàn phím máy tính. Rồi, còn khu này là dùng dùng lăn chuột, dùng thao tác chuột. À, hai cái phần đây nè. Còn cái đây là gì nữa? Mình quên tút mất tiêu rồi. Cái chỗ đây là phím phím chuột phải nè, đây là chuột trái nè. Đó, các bạn thay thế nó như là cái chuột trên máy tính của bạn vậy. Khi xong mình cũng bấm cái nút đây nè để lưu lại. Rồi, còn cái mấy nút dưới đây nè, nó có nghĩa là cái đầu tiên là nút OK, cái thứ hai là nút áp dụng, nút apply á, rồi cái thứ ba là nút hỷ Control. À, phần bên đây là phần cái khung hình của bạn, cũng không cần điều chỉnh gì hết. Trong cái phần mềm này bạn chú ý đến hai phần thôi, một là cái phần đây nè, hai là cái phần đây nè. Đó, phím tắt là thông tin kỹ thuật á. Ở cái đây là thông tin kỹ thuật nha, cái là phím tắt nè, cái đây là thông tin kỹ thuật nè. Đó, rồi. Tiếp theo là các bạn tải về một phần mềm hỗ trợ vỉ. Nếu các bạn thích vỉ tranh á, thì các bạn tải về phần mềm đây nè. Phần mềm đây là khá dễ dùng về chuyên nghiệp nữa, về miễn phí nữa. Các bạn lên tìm và tải phần mềm này, Mediban này, Mediban Ban Pro, tải về. Bây giờ mình sẽ vẽ test một số bút vẽ mẫu nha. Đó, nếu bạn làm theo mình hồi nãy giờ là có thể là hoàn thành rồi đó. Bây giờ các bạn có thể vẽ trực tiếp trên phần mềm Photoshop hay là phần mềm Paint trên máy tính mẫu cũng được, hoặc là tải phần mềm đây về rồi test thử cũng được. Để mình tạo một cái file mới này. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ mẫu cho các bạn coi. Đó. Đó, các bạn thấy mình thao tác trên cái bảng vẽ này
Thao tác trên cái phần mềm này á, mình sử dụng mấy cái phím tắt á, ví dụ như là cái chỗ đây mình sẽ gạt về, mình bấm vào phím đây nè. Hồi nãy mình có nói là cái phần mềm Ben đây nè, nó có hỗ trợ chức năng phím tắt cho chúng ta á. Các bạn Việt có hỗ trợ chức năng phím tắt cho ta, các bạn vào và học thuộc. Cái chỗ này nè, Ctrl Z. Ctrl Z có nghĩa là thực hiện thao tác quay ngược á. Vì thế mình có thể bấm nút đây. Đó. Và các bạn thấy đó thì phần trên phần mềm vỉ thì nó sẽ quay lại. Thao tác là lúc đó mình chưa vỉ. Đó. Như là bây giờ mình dịch hai cái nè. Bây giờ mình bấm nút đây 2 lần này thì nó xóa quay lại như như ban đầu. Thì đó, thao tác của mấy nút này nó như vậy á. Các bạn có thể xem trực tiếp nó rồi mình tiếp tục nha. Đó. À, các bạn thấy đó thì nét bút nó khá mượt nên mình có thể vẽ đơn giản thôi. Rồi, trong video đây chỉ như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye.